hơn 300 chốt kiểm soát dịch COVID-19 lập tại các quận huyện của thành phố Hồ Chí Minh dừng hoạt động từ sáng ngày 13 tháng 7. Lực lượng chức năng sẽ tuần tra lưu động để xử lý người vi phạm. Sáng ngày 13 tháng 7, hơn 300 chốt kiểm soát cấp quận, huyện, phường, xã ở thành phố Hồ Chí Minh đã dừng hoạt động. Công an thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo cơ quan chức năng địa phương chuyển từ đứng chốt kiểm soát sang tuần tra kiểm soát, xử lý lưu động trường hợp vi phạm trên đường. Trao đổi với phóng viên, Trung tá Nguyễn Văn Khởi, đội trưởng đội cảnh sát giao thông công an quận Gò Vấp cho biết, trong sáng ngày hôm nay, các chốt kiểm soát trên địa bàn đã gỡ bỏ theo chỉ đạo của cấp trên. Lực lượng chức năng quận này đã thành lập 4 tổ tuần tra thực hiện nhiệm vụ mới. Riêng 12 chốt trạm kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 tại các cửa ngõ thành phố vẫn được duy trì. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi, Phó Thường trực Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 cho biết, các chốt kiểm soát bên trong thành phố vẫn giữ. Tuy nhiên, lực lượng chức năng sẽ không xét giấy kiểm tra ở các chốt trong nội ô thành phố vì có thể dẫn đến ùn ứ giao thông. Ông Mãi cho biết, phương án này là sự chủ động của Công an thành phố Hồ Chí Minh. Thay vì kiểm tra tại các chốt, lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, giám sát, nhắc nhở. Các địa phương tiếp tục tuyên truyền để mọi người tự giác thực hiện nghiêm chỉ thị 16, không đi ra ngoài khi không cần thiết. Thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu áp dụng chỉ thị 16 trong 15 ngày kể từ 0 giờ ngày 9 tháng 7. Các dịch vụ ăn uống mang về phải tạm dừng, người dân chỉ ra ngoài khi thực sự cần thiết. Các phương tiện giao thông công cộng, vận chuyển người bằng xe hai bánh như xe ôm, xe công nghệ đều phải tạm dừng hoạt động.
hãy đăng ký kênh Alo Bác Sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.